1. Chiếc xe máy đầu tiên trên thế giới. Chiếc xe gắn động cơ đầu tiên được phát minh trên thế giới tại Pháp vào năm 1868 do Pierre Michaud và Louis Guillaume Peru chế tạo. Chiếc xe máy đầu tiên sử dụng một động cơ hơi nước chạy bằng cồn với một xi lanh và công suất 0,5 mã lực chuyển động tới bánh sau bằng hệ thống dây cua da. Đến năm 1885, sau rất nhiều nghiên cứu và thử nghiệm, nhà phát minh người Đức Gottlieb Daimler và Wilhelm Maybach đã chế tạo thành công một chiếc xe máy sử dụng động cơ đốt trong 4 thì đầu tiên trên thế giới, có tên là Red Wagon. Chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong dung tích xi lanh 264 phân khối, chạy bằng nhiên liệu xăng hoặc dầu hỏa, có thể đạt vận tốc 12 km/h.